em mà không nhớ yêu em bao giờ, khi anh chẳng biết anh là ai. Yêu em mà không sâu, còn tim buồn đau, dường như em nào biết nào có hay. Nhớ, anh nhớ em trong câu thơ, tim buồn cô đơn thêm nhớ. Nhớ, anh nhớ em trong cơn mơ, mà nghe xót xa trong mong chờ. Khi yêu em, anh không còn thấy thơ mơ. Con tim đang yêu không chút yên bình. Khi anh yêu em, dẫu cho ngày mai anh ra sao, tình yêu em mãi mãi dành cho em. Yeah. Gì mới về sao chị trễ gì đi ngang qua bà Năm, bà túm lại nói đủ thứ chuyện trên đời, nghe không cũng phát mệt. Mà con Hà đâu rồi? Dạ nó đang sao lại không? Nhưng khi nào rảnh kìa, không nhớ má nói hay sao? Má nói sao? Sao con không rửa chén cứ để anh Cường rửa hoài vậy? Con gái lớn rồi phải biết coi sóc việc nhà chứ. Tập tề gia nội trợ, má nói hoài mà không chịu lọt lỗ tai, như nước đổ đầu vịt thôi hả? Em trong cơn mơ. Anh Cường rửa chén thì sao? Bà sót ruột à? Bà làm quá, có lúc tôi tưởng nó là con riêng của bà. Ông nói gì vậy? Nó là con trai, để nó làm hoài những việc bếp núc coi sao được. Con trai không biết ăn hả? Thôi đi, không nói với ông nữa. Ông lo mà dạy con đi. Thôi đi, nhỏ nhỏ tới chút đi. Nhà có ai thấy đâu? Mà nghe xót xa trong mong chờ. Khi anh yêu em, anh không còn nên thơ vô tư. Vì con tim đang yêu, không chút yên bình. Khi anh yêu em, dẫu cho ngày mai ra sao, tình yêu anh mãi mãi dành cho em. Tình yêu anh mãi mãi dành cho em. Tình yêu anh mãi mãi dành cho em. Lực cảnh quá, lực cảnh quá mấy đứa. Trời ơi, ôi dưới thật dạ. Em cũng rất hay quá. Nhưng mà lần sau tặng qua cho con nhé. Lần sau tặng nè. Ra đây, ra đây. Con, cầm đi con. Nè, cầm đi nè. Mừng sinh nhật con á. Dễ thương quá rồi. Thôi, mẹ, xuống đi một lần. Đi bà. Dạ, thưa ba má, con học tốt. Học tốt lắm ạ. Đó bà thấy chưa? Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Không như vậy được. Ba con muốn gì nữa? Con nó học tốt, nó lại không đòi hỏi tiền bạc xe xua gì như con người ta. Ba con không vừa lòng chuyện gì? Tôi thích câu con hơn cha nhà có phúc. Chứ giống lông giống cánh của ông thì hay ho gì. Bà, vừa phải thôi nha. Nó mà không giống tôi, bộ bà tưởng tôi để cho bà yên hả? Còn chuyện nó ăn học thành đạt hơn tôi là đương nhiên.
ngày xưa, ông bà cha mẹ mình làm sao có điều kiện lo lắng cho con cái trong cái việc học hành bằng như tụi mình bây giờ được. Nó mà không hơn được tôi á, thì thiệt đúng là tôi với bà vô phước á. Nghe chưa Lữ? Con là niềm hy vọng của gia đình, của dòng họ ta đó. Chỉ có con là ba má lo cho ăn học tới nơi tới chốn. Lúc trước khó khăn, anh chị em con phải bỏ học giữa chừng, con phải ráng lên. Nhà mình chỉ trông nuôi con, con phải làm cho ba má nở mày nở mặt với mọi người. Thôi nó lớn rồi, nó hiểu chứ. Nè, còn 2 năm nữa là ông cử nhân rồi con gì. Cả họ nhà mình á, chưa có ai có cái bằng tú tài đâu. Con phải làm sao cho ba má hãnh diện về con nghe. Dạ, con rất muốn ba má hãnh diện về con. Nhưng không có nhân nhị gì hết. Người ta nói 1 lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu. Với lại người ta có cái câu này nè, đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Đẹp trai thì con cũng có rồi, học giỏi con có rồi, chỉ thiếu cái tiêu chuẩn con nhà giàu. Nó mà có cái tiêu chuẩn con nhà giàu nữa là để biết thiên hạ con. Cái tiêu chuẩn con nhà giàu đó thì con phải ráng làm nên, để con cháu con nó tự hào về con. Chứ đừng để như bây giờ, các con tuổi buồn khi nhìn vào ba má. Ủa, con có thấy tuổi gì đâu ba má. Bà phi cung, nói gì rồi làm sao dạy dỗ con cái được. Uống nước đi cưng. Không khác. Cảm ơn nha. Ô lên. Nè, lại biểu. Anh kêu em hả? Mày á. Sếp của em có chuyện gì vậy? Quà nhiều quá ta. Khán giả mộ hả? Dạ không. Mày đã làm cái trò gì vậy hả? Con quạ mà cứ tưởng chim công lâu đẹp à? Còn lại mình đi. Đồ con quạ xấu xí. Sếp làm gì vậy? Mày im ngay. Muốn đợi tí. Mày có điên không? Mày đừng có làm trò trơ trẽn như nữa biết chưa? Em xin lỗi sếp. Em không có ý đó. Em xin lỗi nha anh Phương Đông. Mày chỉ là một thằng bố phụ họa, phụ khoa của Ly suốt đời nghe chưa? Biết yên phận á mới tồn tại được ở cái thế giới hắc ám như vậy. Hoàng ơi. Mẹ. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy con? Trời, sao bông rớt lâm vậy? Bảo ơi, em thương anh mà đúng không? Anh biết em là đứa sống có tình có nghĩa. Em mà nói giúp anh, anh chết ngay bây giờ đi Bảo ơi. Em biết không, từ hôm em thôi hả? Đêm nào anh cũng đuổi, đêm nào anh cũng thật thú, đêm nào anh cũng nghèo. Có đêm anh phải trả vẻ khổ lắm em ơi. Phước Bảo, em coi này, nó buồn quá. Con sạc vé, con chỉ mô mà đố bên lại nợ ngày xưa. Lúc mà anh con phóng đồ, lúc mà chúng ta cũng cặp kè với nhau Bảo. Cặp kè nào? Bậy không? Thì anh trai, anh trai. Thì từ từ cái hồi mà em đi hạt đều cho anh. Em biết không? Anh nhờ em quá chân luôn. Trong đoàn ai cũng nhờ em. Mấy anh anh sáng cũng nhờ em. Mấy anh chinh nhà cũng nhờ em. Nhất là khán giả. Ôi, khán giả. Khán giả nhờ em nhiều lắm. Đêm nào họ cũng đến sân khấu. Họ nhìn ở sân khấu. Họ nhìn tới, nhìn lui, nhìn chui, nhìn ngược. Họ nhìn khắp mà là họ và thấy em mô cả. Họ bị hỏi, họ bị hét lên. Hoài Bảo mô, Hoài Bảo mô, Hoài Bảo mô. Răng nọ có Hoài Bảo. Bởi vì trong băng rôn, anh vẫn chứng tên em. Ngày nào, anh cũng hy vọng em đợi ý, kẻ sáng, hạt giống anh. Anh chấp nhận người ta khán giả đánh anh đi. Bởi vì anh cũng hy vọng em có mặt, em hát cho anh nghe.
giống như niềm hy vọng của họ vậy. Bảo ơi là Bảo. Bảo anh đừng nói nữa. Em hiểu anh mà, em hiểu. Em hiểu anh. Thôi, ôi trời ơi. Vì mà này chờ anh của trường anh đang gầy tay trâu, nổi lấu tụi nước miệng. Rồi, bố. Anh, em hiểu cho anh là con chi băng thì bây giờ mai xuống ở dưới ghé ghé đó anh luôn. Đoàn đang ở đám giới. Hay là bây giờ mình đi xuống nhà em để đồ, mình xuống dưới em để ác luôn. Đi. Đâu có đâu. Em đâu nói em đi đâu. Nè, mấy người ý nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm phải không? Bao nhiêu con người về mà ăn hiếp một thằng nhỏ vậy mà coi được đó hả? Ừ? Mẹ ơi, thôi, mày thôi, về cái đi gì mà thôi lâu. Con. Buông ra đi. Thôi. Để mẹ dạy cho họ một bài học. Đúng rồi, cho nó bài học đi. Gì? Con cứ mẹ về đi. Tưởng thế người nổi tiếng nè. Thì phải xử sự như một người nổi tiếng chứ. Thôi mà. Trời ơi, ai về? Coi nè, có mấy cành hoa, có mấy món quà sinh nhật của nhỏ. Thôi. Đúng đó, mà cũng ganh tị nữa làm sao? Người của công chúng mà cứ xử hạ luôn vậy đó hả? Bà, mẹ con. Bà ăn nói cho cẩn trọng nha. Nói gì? Thôi em, hơi đâu nói chuyện với người vô danh quá vậy. Nó nói mày nói ai vô danh quá? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mày ơi, mày ơi. Bảo vệ. Bảo vệ đâu trời, bắt cầm cái mắt tôi. Trời ơi, Đông ơi, nhỏ có bầu anh không? Hả? Ông có bầu với thằng Long hả? Bầu cái đầu của bà. Tôi là ông bầu hiểu chưa? Manager. Đi ra, biến mày. Bầu cái gì? Bầu cái trớn à? Mẹ ơi. Quà sinh nhật của con à. Anh thông cảm cho em. Lúc biểu em đã nói hết với anh rồi. Thực sự là thời gian đi hát cho anh, em không bao giờ quên đâu. Em nhớ tất cả mọi người. Em nhớ khán giả lắm. Sao chân trời gọc về luôn. Nỗi nhớ người ta mà bỏ người ta đi biên em bia. Em nhớ kỹ lắm rồi. Em phải lo cho tương lai của em chứ. Đã tới lúc em phải về thành phố. Em cần thử sức ở thị trường mới. Ở sân khấu lớn. Sân khấu đâm giới mà đò lớn á. Chữa hàng ngàn con giới. Em về đi ha. Anh đài cả đoàn ăn hộp vịt lồn đà đời luôn. Mừng em về. Em cần tạo tên tuổi. Em không chịu nổi cái cảnh mà mang tiếng nghệ sĩ mà vô danh. Em không chịu nổi. Em không muốn đi tỉnh nữa. Em ngán lắm rồi. Anh hiểu giùm em. Nhưng Bảo á. Anh đừng nói nữa. Anh ơi, tính tiền giùm em. Anh không ngờ em nghệ sĩ như rửa mà em bạc tình quá. Hàm mê bạc lớn mà bò bạc lẻ. Dạ, thưa ba má, con đi. Nhớ học hành cho đàng hoàng đó nha. Dạ. Nhưng phải giữ gìn sức khỏe đó. Thôi, nhanh đi, nắng lên rồi. Ba má cứ làm như nó mới lên ba đi mẫu giáo không bằng. Cái thằng. Anh ganh với con đó. Tại ngày xưa, anh đâu có được đi học mẫu giáo đâu. Mà tới 9 tuổi mới được vô lớp 1 đó. Mà học lớp 1 tới 2 năm chứ bộ. Chắc là không muốn học lớp 2 rồi. Ê, gì mày? Tao muốn đi học lâu lâu cho chắc cú. Dám đánh con má hả? Ủa, con phải con má sao? Con má mày thì chắc. Còn con tao thì... Ông này. Con của cả hai người. Bên thằng hai, bên thằng Út. Dĩ nhiên má phải binh thằng Út chứ. Ê, ráng học thành tài về nuôi má nha mày. Tao đi cài chỉ đủ nuôi cho ba thôi. Thôi, em sẽ lo hết cho ba má. Để anh lo cho ba má vợ của anh kìa. Mày. Giỡn hoài kể xe đó. Dạ, thưa ba má con đi. Đi, bữa nào ba xuống thăm. Ý, quên. Gì vậy? Con đã đổi chỗ ở mới cho gần trường con rồi. Vậy hả? Ở đâu? Có gì ba má cứ liên lạc, chứ lên thăm làm gì. Đi xa mệt lắm à. Mệt thiệt. Bên 5 cầu, bên 6 cầu cứ vậy hoài. Đến tối cũng không diễn hết đoạn chia tay á. Thôi đi. Con đi nha ba má. Đi, chạy xe cẩn thận đi. Chạy xe cẩn thận đó. Cái thằng sao nó cứ đổ chỗ ở ly nị vậy?
không biết nó có cái gì mờ ám không đây. Mặt thằng nữ biết làm gì mờ ám đâu mà ông nói vậy. Mấy cái thằng mặt hiền hiền lầm lầm lì lì á, tới chừng nó làm việc động trời, tới lúc đó bà mới té ngựa. Nhưng con tôi không có làm chuyện động trời đâu. Cái gì? Con bà làm như con mình bà sanh, con không có tôi trong đó vậy đó. Cả đời tôi nói thiệt, tôi chưa quánh ai bao giờ. Nhưng mà cái bữa đó tôi tức quá tức. Trời ơi nó, sỉ nhục con tôi. Thành ra tôi mới... Cô đánh người ta hả? Cào qua cào lại thôi, giận quá mà. Cô cào mặt người ta hả? Không dám cào mặt đâu, tao cào toàn thân luôn á. Tức quá mà lúc đó tao đâu còn suy nghĩ gì nữa đâu. Tao làm theo bản năng thôi. Xin lỗi à, chó đẻ còn dữ nữa, huống hồ chi mẹ đẻ. Hôm trước con dũa cho cô 10 cái móng nhọn lắm á. Sao giờ vuông hết trơn rồi? Chết cha. Gì vậy? Chết cha. Gì vậy? Vũa lại nhỏ, vũa lại đi. Vũa thiệt nhọn, cho thật là nhọn nha. Nhọn móng tay để bảo vệ con trai mình. Dạ. Chào mẹ. Quang, sao về sớm vậy con? Thôi mẹ cứ lo chuyện móng vuốt của mẹ đi. Sao mặt mày sưng sỉa vậy? Đúng rồi, làm hết đẹp trai à. Chưa bao giờ con tôi mà nó nói chuyện với tôi cái giọng vậy á. Trời ơi, nỗi đau của con như thấm vào tim của mẹ vậy. Tội nghiệp con quá à. Sao số con khổ như vậy? Đưa tay con coi cho. Trời ơi, chỉ tay con tan nát trơn. Số của khổ gì con nhiều lắm. Tao thủ mong mắt mày. Tao cào mặt mày mày. Thôi con lại cô dễ thương như con trai cô cho con nhờ. Dễ thương cũng không tới lượt mày đâu. Không biết chữ mày đặt buổi toán. Làm bóng cho tôi đi bà. Lẹ ra biến đi. Làm người ta hết hồn mà. Con ông chăm chỉ. Con bướm ham chơi. Ê, không phải đâu. Người ta gì mà làm con bướm à. Con bướm thì là gì? Chim. Anh liều quá à. Dám nhảy mương sang giường nhà em. Lỡ mà em thấy được thì sao? Thì xin cưới luôn chứ sao giờ. Nói khùng không hả? Nói chơi. Biết ba em không có ở nhà nên anh mới dám. Anh đi ruộng về thấy em vẫn làm nên anh giúp em. Em có làm cái gì đâu. Rõ ràng anh nấp ở cây dừa bên cây mương. Anh thấy em làm gì nè. Làm gì nè. Làm chứ không phải là làm. Chọc hoài mà vẫn không bỏ được bệnh cà lâm. Nghe mắc cười quá. Mắc cười càng vui chứ sao. Mắc buồn mắc giận người ta mới sợ. Mọi người cười riết không thấy quê hả? Thì ở đây là quê chứ là tỉnh đâu. Cãi riết không chịu nghe hả? Nói vừa mới nghe. Nói nhiều nghe không nổi. Đó, anh nói được rồi đó, đâu có bị cà lắm đâu. Thì anh đâu có bị cà lắm đâu. Chị nghĩ cà giật nên thành nó cà thỏ. Anh này. Hả? Con cũng...
đi ra đi. Trời ơi, sao con lại như vậy? Nam mô A Di Đà Phật, con tôi. Mày làm gì vậy? Mẹ muốn thuốc lắc hả? Hả? Mẹ? 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 Ở cửa chưa? Trời không ớt. Mẹ muốn lắc cho lộn ruộng lộn gan lên đây nè. Mẹ sao vậy? Con muốn giết mẹ đúng không? Con muốn giết mẹ đúng không? Con muốn giết ba mẹ đúng không? Trời ơi, con làm cái gì mà mẹ đổ cho con cái tội trời không dung đất không tha vậy hả? Sao con hút thuốc? Cái gì hút thuốc hả? Chữ nhỏ như con thỏ. Con có biết là thuốc lá nó sẽ giết con không? Trong thuốc nó có nicotine, nó có nicotine, nó sẽ làm hại phổi, nó sẽ làm lún phổi, dẫn đến ung thư phổi. Con chết, ba mẹ chết theo, thuốc lá với cả nhà ta. Hoàng ơi, ba mẹ chỉ có một mình con, đang thấy con khỏe mạnh như vậy mà tưởng tượng một ngày con nằm xuống giữa một thảm hoa hồng trắng, tâm thân trinh bạch của con bị thiêu đốt trong ngọn lửa, làm sao mẹ sống? Mẹ sẽ nhảy vô lửa để cùng chết thiêu với con, giống như chuyện 1001 đêm của nàng Seda mà cô Thanh Vi đóng. Trời ơi trời, quá ra mẹ nói con là khỉ Hanuman hả? Thôi được rồi, không hút thì thôi, vô. Được chưa? Cái gì nữa hả? Con muốn quăng, muốn quăng tạc thuốc thì phải quăng đúng chỗ, mà trước khi quăng là phải vội. Mẹ, ui, cũng thay bây giờ. Ui, mẹ làm gì vậy? Trời ơi, con có biết quăng kiểu đó là ẩu là trái nhà, mà con có biết cái nhà này là mồ hôi, là nước mắt của ba mẹ hàng ngàn năm nay, khổ đau rồi đúng không? Trời ơi, đoạn đẹp khúc này con hát đúng chưa mẹ? Ngày nào cũng nghe, đúng chưa? Thật khỉ, Hanuman. Ở nhà bận nhiều việc lắm hay sao mà ít khi thấy em ra ngoài vậy? Đâu có. ba má em sợ em bị bắt cóc. Ba má em không cho gặp anh phải không? Không phải. Anh đừng suy nghĩ lung tung. Em không ra ngoài thường được, em phải ôn thi. Ba má em muốn năm nay em phải đậu đại học. Anh sao vậy? Hả? Không có. Có gì đâu. Vậy là tốt chứ. Ba má em muốn như vậy là tốt quá rồi. Anh đi học với em nha. Tôi ở mạng sao cho tôi ăn chay hoài à? Sáng nay tôi đi chợ gặp chị Năm. Dạo này thấy chị ấy mập ra. Mà hôm nay trời nóng nực quá, chắc sắp mưa không ha? Hình như hôm nay ông Hai Thanh đi hỏi vợ cho thằng... Thôi đi. Bà làm cái giống gì mà nói chuyện ta bà thế giới vậy? Rốt cuộc bà muốn mắng chửi gì thì mắng chửi đi. Lòng vòng hoài. Thì... để tôi nói. Nói đi. Tôi định... định đi thăm... Thằng Cường nó làm sao? Đâu có, thằng Cường nó đâu có gì. Tôi nói có. Chỉ dính dáng tới thằng cháu yêu quý của bà. Bà mới ấp úng chuyện này chuyện kia thôi. Nói làm sao? Đuổi hả? Đuổi con ra khỏi nhóm hả? Con nói thiệt không? Trời ơi, bộ con nói dối mẹ, mẹ cho con đô la hả? Đứa nào đuổi con? Đứa nào dám? Trưởng nhóm chứ đứa nào? Thằng Hà. Tại sao vậy? Mẹ đâu vậy? Mẹ làm gì vậy?
Mẹ gặp thằng Hà, mẹ kêu điện thoại mẹ chửi với nó. Trời ơi, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ mới chú quan tài mẹ quào vô mặt nó nè. Đồ ăn cháo đá bát. Mẹ đã thương nó như con mà. Mẹ đã cho nó biết bao nhiêu quà cáp để nó o bế con. Vậy mà nó. Trời ơi. Mẹ thôi đi, mẹ đừng làm phiền con nữa được không? Con nói gì vậy? Mẹ thương con đúng, mà con mẹ biết, đúng. Mẹ thương con, mẹ bính con. Cho nên mẹ gây cho người ta, đúng không? Mẹ gây cho người ta đủ thứ luôn. Loạn hết mấy sân khấu rồi. Bây giờ con mà còn trong nhóm hả? Ai mà kêu nhóm đi diễn nữa mới là lạ đó. Thiệt. Nhóm chị nhảy cho con Long là chính. Mẹ đừng làm lớn chuyện đó được không? Mà thật ra con cũng thích nhảy nhót cho vui thôi. Bây giờ mà nghĩ chỉ buồn tí xíu, vài ba ngày là hết rồi. Mà thất nghiệp ở nhà đã có mẹ nuôi rồi đúng không? Nhưng anh Hà với mấy đứa trong nhóm thì khác. Họ nhảy múa là vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo của người ta. Bầu Thái và Khương Long ghét mẹ, đâm ra ghét con luôn. Mình con nghĩ là đúng rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đâu biết là tại mẹ mà con thất nghiệp. Thất nghiệp cái gì mà thất nghiệp? Con bị thất nghiệp nghĩa là con bị dập tắt niềm đam mê, mẹ biết không? Con mê ánh đèn. Con muốn được diễn trên sân khấu. Mẹ làm quá người ta. Người ta cho con ra rìa, thấy không? Con chỉ cần biết con muốn gì thì... Con muốn cái gì hả? Con muốn cái gì? Tôi mẹ đi đi, mẹ cũng giúp được gì cho con đâu. Bây giờ chỉ cần biết con muốn gì thì... Cái gì? Bà nói cái gì? Tôi định nói với ông là... Cho thằng Cường nó lên thành phố. Lên thành phố? mà cháu bà mà. Muốn đi đâu thì đi. Tôi giữ cục nợ làm gì? Ông cứ nói vậy. Dầu gì nó cũng ở với mình. Ở với mình mà nó có nghe lời mình đâu. Tôi nói cái gì nó cũng đáp trả cà lâm cà giật à. Tôi tức cũng lộn ruột đây nè. Thì mỗi người có một cái tật. Cà lâm thì có hại gì đâu. Ông cứ cố chấp với nó cho nên mới thấy khó chịu chứ. Còn nó thì lúc nào cũng chịu khó hết. Chứ có làm gì sai quấy đâu. Dẫu sao nó cũng là cháu ruột tôi. Đương nhiên ông là dượng nó. Nó muốn đi đâu cũng phải thưa gửi ông một tiếng chứ. Thưa gửi? Làm như tôi có quy với nó dữ lắm. Mà nó lên thành phố làm cái giống gì? Tính đi ăn cướp hả? Sao ông nói ác vậy? Tôi muốn nó vào đại học thì có gì quá đáng đâu. Cái gì vậy? Má nói cho ông Cường đi học đại học kìa ba. Nghe rồi mày. Đầu nó chưa có lẫn, tai nó chưa có điếc. Tao không cần mày nhắc. Mới nghe mà tao muốn lên tăng sông rồi nè. Bớt nóng ba. Mai đâu bữa giờ vậy? Tối cũng thấy về nữa. Có việc. Lúc nào cũng có việc. Việc gì mà không làm ra tiền. Rồi lúc nào cũng kêu lo, kêu thiếu, kêu đói. Giờ này con thấy má ốm á. Ốm? Ốm thiệt không? Thiệt. Đừng làm má mừng nha. Ốm á. Khỏi tập thể dục, khỏi nhìn ăn. Thôi. Ốm mà xanh. Coi chừng bệnh á. Cảm ơn, không cần lo cho tôi. Thôi, dáng vẻ vậy được rồi. Không cần tập nữa đâu. Ngồi nghỉ uống nước đi con trai. Có chuyện gì mới nói đi. Không có chuyện gì giấu được con. Con á, giống hệt ba con á. Ba thông minh chứ gì. Ừ. Con đẹp trai thì giống má. Hết tiền rồi, không còn xu nào đâu. Ai mượn tiền mày? Mà hết tiền thiệt hả? Ừ. Nghĩ mới tức á. Con vàng con bạc đâu không thấy. Chỉ thấy thiếu vàng thiếu bạc trong nhà thôi à. Trời ơi trời. Ngày xưa tôi mất công mang nặng đẻ đau. Sao trời không cho tôi sinh ra cái hũ vàng, hũ bạc. Chứ sinh ra cái thằng vô tích sự này làm gì vậy hả trời?
Thôi tỉnh lại giùm cái. Sao mà cứ sống trên mây hoài vậy? Thực tế đi. Mà tôi nói cho bà biết nè, tôi không phải là thầy bói, nhưng mà cũng biết coi tướng. Cái tướng nó không làm nên trò trống gì hết. Hôm bữa bà nói với con á, con mắt của ảnh á là mắt vàng xảo, còn miệng á là miệng phá da, còn cái mặt là gì vậy ba? Có vậy mà cũng không nhớ. Là cái mặt phản phúc. Nhưng tệ nhất là cái sống mũi. Cái sống mũi ấy chỉ có nước là... Ừ, cũng có thể nó chẳng làm được gì hết. Nhưng mà tôi vẫn muốn cho nó đi. Tôi không muốn nó suốt ngày phải chịu những ánh mắt hằn học, những lời nói cay nghiệt. Con biết gì nha? Cái này là ba nói hết á. Bình mày. Vô. Bà chửi tôi đúng không? Bà bích nó, bà chửi tôi đúng không? Nhưng mà bà quả mà tôi hú mà. Bà bắt cháu mà. Cháu hay con ai biết được. Hồi trước bà cũng ở nhà chị bà mà. Nghi lắm. Ông thôi đi. Ông nói gì mà nghe được hả? Hồi đó tôi lên ở là tôi lo cho chị, lo giữ cháu. Anh chị tôi ăn học mấy năm. Bây giờ anh chị mất rồi thì tôi nuôi cháu tôi có gì sai đạo lý không? trời, đi ở nợ con với người ta mà còn ở tiếng nghĩ. Tôi không nói với ông nữa. Không nói thôi. Nó đi tôi cần được. Nó đi cái nhà này mới yên. Tôi đỡ sốt con mắt. Hỏi tới là hết tiền, hết tiền. Thanh niên gì đâu mà dở ẹt. Cũng cao lớn, cũng đẹp trai như người ta. Tôi cũng nuôi cho ăn học đàng hoàng. Vậy mà nói cho mày biết, bằng tuổi mày á, ba mày đã là triệu phú á. Triệu phú? Con không chắc. Nhưng mà ba thông minh thì con chắc. Là sao? Thông minh nên mới kiếm một chỗ yên nữa mà trốn á. Mày đồ con dưới đất nẻ chui lên. Không ai vậy, giao vô con hả mày? Nói cho mày biết, tao bán nhà đó. Cái gì? Má không được bán nhà. Chuyện đó là dứt khoát không được. Con nói rồi đó. Không cần nói nhiều. Ba chịu cho anh Cường lên thành phố thiệt hả? Ba. Cái gì vậy mày? Con gái gì mà nói chuyện ào ào à? Nói chuyện với cha mà giống như nạt vậy đó. Hôm nay ba sao vậy? Hỏi mấy lần mà ba đâu có thèm nghe. Ba có để tâm trí gì đâu không à? Bộ ba suy nghĩ đến số đề hả? Đánh con gì vậy? Đánh cái đầu mày. Họ có giống gì? Ba để anh Cường đi Sài Gòn thiệt hả? Nói đâu kệ nó. Ở nhà làm cái gì? Ba tính kỹ chưa? Bộ có chuyện gì không ổn hả con? Ai biết. Không biết sao hỏi ngộ vậy. Nhỏ này lãng nhách. Thì nhắc để ba tính. Chứ anh đi rồi á thì còn gì để nói nữa. Làm như mày thương nó lắm vậy. Suốt ngày cứ đặt chuyện gây sự. Gái lớn rồi không chịu làm gì hết á. Bao nhiêu chuyện có đẩy cho người ta. Ba cũng vậy. Bắt anh Cường làm hết mọi việc của đàn ông trong nhà. Mai mốt anh đi rồi ha, thì ba làm hết. Má với con là yếu điệu thục nữ, chân yếu tay mềm, không có làm được đâu. Thời buổi đàn ông đàn bà bình đẳng, cứng cáp yếu mềm gì cũng phải chia đôi. Sao má con mày cứ bắt tao làm nhiều hơn là sao? Vì thương ba con mới nói. Không nên để ông đi là như vậy. Ông đi rồi ai hầu cha con mình? Đúng rồi, không cho nó đi. Để nó ở đợi trừ cơm tao nuôi từ nhỏ tới lớn. Thằng Cường phải đi. Ủa, cái tivi ở đâu mà nghe tiếng không thấy hình? Mà bả đi từ lúc nào mà tiếng còn văng vẳng vậy cả? Dư âm còn vọng lại bơ. Dư cái gì? Tôi nói đây nè, tôi sẽ cho thằng Cường đi.
Bà không thương tôi hả? Bà muốn tôi chết vì lao lực phải không? Ông không dễ chết đâu. Chừng nào tới số mới chết kìa. Tướng ông đó hả? Trâu vật ba bữa còn chưa chết nữa là... Bà nói cái gì? Bà nói lại tôi nghe coi. Con không biết gì nha. Đi mày. Thank you.
nghe chưa Lữ? Con là niềm hy vọng của gia đình, của dòng họ ta đó. Chỉ có con là ba má lo cho ăn học tới nơi tới chốn. Lúc trước khó khăn, anh chị em con phải bỏ học giữa chừng, con phải ráng lên. Nhà mình chỉ trông nuôi con, con phải làm cho ba má nở mày nở mặt với mọi người. Thôi nó lớn rồi nó hiểu chứ. Nè, còn 2 năm nữa là ông cử nhân rồi còn gì. Cả họ nhà mình á, chưa có ai có cái bằng tú tài đâu. Con phải làm sao cho ba má hạnh diện về con nghe.